Dù chưa biết mức đề xuất kỷ luật của nhà trường dành cho mình vì hiện vẫn đang được giữ kín, nhưng cô Trần Thị Minh Châu cho biết cô không nghĩ bản thân sẽ nhận mức kỷ luật cao nhất, cũng như chưa dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất là sẽ bị đuổi việc. Cô Châu mong muốn hội đồng kỷ luật xem xét sự việc một cách khách quan, nên lắng nghe ý kiến của những học sinh ở những lớp mà cô giảng dạy để hiểu đúng bản chất sự việc. Giáo viên này chia sẻ là vẫn mong muốn được quay lại giảng dạy học sinh. Cô Châu cũng tái khẳng định không có chuyện cô không nói gì suốt 3 tháng đứng lớp, song không muốn đính chính bởi sẽ càng làm tình hình thêm xấu. Theo kế hoạch, hôm nay, hội đồng kỷ luật nhà trường chỉ xem xét trường hợp cá nhân cô Châu, sau đó sẽ tiến hành họp kỷ luật giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, nơi em Phạm Song Toàn từng theo học và sẽ báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trong ngày. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thẩm định và thông qua, trường sẽ công bố kết quả kỷ luật cuối cùng về vụ việc cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng.